Hello, come back to my channel. Start again, go. Scary teacher, vào đây. Let's go. Dancing robot. Best way to learn dancing. Adjusts his steps to speed of music. Should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chờ kết quả của bạn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ hai. Traffic Reader. Thank you.
Wow, oh my god. Ok, và bây giờ thì sẽ là tựa game thứ 3. GTA Vice City. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Me. You look sexy. Let's go. You are a waste of oxygen. Get some sleep. So, và bây giờ thì mình sẽ đi thay bộ quần áo. So let's go.
tiếp tục chở cô gái này đi làm nhiệm vụ đến một điểm mà cô ta cần. Will you be working for my father? Maybe. Do you mind me resting my hand in your lap? Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. See you around, handsome. Ok, cứ như thế và các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Rồi, tự nhiên thứ tư. The Green School. First round 3. Three, two, go.
For speech, most wanted. Tôi cần thứ bảy. Stickman. Ở đây thì nhân vật của mình đó là một anh chàng áo đen, có một khuôn mặt. Đôi chân cũng rất là khó luôn. Thank you.
是五元大叔之后 ，OK。还是更重要，重要。OK， 拉他 go。再发挥到前面一些线上的跟着刀。Nice little place to stay. This is it, Tony. Home sweet home. Take me to my place. Wow, xe kia đùng một cái là quay đầu luôn.Apartments cost money. You're trying to kill an old lady. Come on, please. But I got a friend in the truck. Look like you can do with the walk.
Rồi, vào nhận nhiệm vụ tiếp theo. Mình sẽ ra ngoài đây xem đi ô tô hay là đi xe máy đâu. Là ô tô tải đi. Tiếp tục đó là tựa game thứ 9 GTA 3. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. Oh, run away, yo. What the dealio? Rồi, preview rushing. Wow, cái này là update rồi. Vậy thì mình sẽ vào tới cái này trước.
set her right since you. Trước khi bắt đầu video thì thỏa nha bạn. Okay, so, tiếp tục. The first night. Từ game này thì vào hơi lâu một chút, cho nên khi vào game này các bạn phải đợi một chút nha. Và không biết có vào được không, bởi vì tựa game Rebuild Racing thì đang update, cho nên nó làm cái dung lượng phát nhanh nó hơi lâu một chút, thì không biết tựa game này có vào được không, và mình sẽ thử vào lại xem như thế nào. Ok, let's go. Có thể là không vào được rồi, bởi vì đang update tựa game kia thì tựa game này các bạn không vào được. So, ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.